Cái này nó là cái tấm, ví dụ mất tiêu. Một chữ gì đi đó thì trên đây nó sẽ hiện lên. Biết cái gì đây hả? Đúng rồi. Không, nó chiếu phim âm bản thôi, không phải chiếu cái file màu đâu. Không, hoặc là một cái tấm phim gì đó chiếu ở đây thì đó, đúng rồi, nó là chiếu phim, cái phim phim X quang á. Đúng rồi, trên kia nó sẽ phản lên hình trên kia. Đấy, chỉ có luôn. Cái phim mà phim chụp chân. Trong bàn phúc á, trong bàn chỗ bàn phúc á. Phim chụp chân hoặc phim chụp đầu á. Xin chào các bạn. Đây là một cái loại máy chiếu hắt. Loại này thì đời nó khá xưa rồi. Và có thương hiệu của ba em 2660. Cái công dụng chính của cái loại máy chiếu hắt này là nó sẽ chiếu một cái phim dạng phim X quang hoặc là phim âm bản á, phim trắng đen nhá, các bạn lưu ý là phim trắng đen nhá, sẽ thu lại cái nội dung của phim, sau đó nó phóng lên một cái màn chiếu để thường thường là sử dụng ở trong những bệnh viện hoặc là trong các trung tâm thẩm mỹ, bác sĩ người ta sẽ sử dụng để xem và chuẩn đoán cái hình ảnh. Đây đây đây. Được, chụp chị lại mở bằng máy chụp X quang hoặc là những cái máy chụp chuyên dụng. Wow. Đây. Nó sẽ hiển thị rất rõ ở đây nhá. Ví dụ như khi mà các bạn xem một cái tấm phim nhỏ như vậy thì có thể chúng ta không thấy chi tiết được. Nhưng mà khi mà chúng ta sâu nó lớn lên này, các chi tiết ví dụ như xương sống hay xương sọ xương gì đó là nó sẽ sâu lên hình ảnh rất là lớn nha. Các bạn đã xem là chi tiết rất là kỹ. Ví dụ ở đây này tôi xem một cái xương sống là nó đã bị bệnh là gọi là chật đốt sống cổ rồi nè. Đó. Thấy không? Có chỉnh nhập focus zoom luôn đúng không? Ở đây hiện tại chúng tôi đã sửa rất là nhiều, thành công rất là nhiều mà cái loại máy như vậy rồi. Loại này thì sử dụng thực ra trên thị trường hiện tại thì nó không có phổ biến, nhưng mà hầu hết ở trong các cái trung tâm bệnh viện hoặc là những cái trung tâm thẩm mỹ thì người ta sử dụng và ứng dụng rất là nhiều cái loại này. Có một cái đặc điểm chung của loại máy này là cái thiết kế của nó rất là chắc chắn và hoạt động cực kỳ bền, hoạt động rất là bền bỉ luôn, ít khi hư nó. Tuổi thọ của một máy nó có thể lên đến 15 đến 20 năm. Cái chi phí và giá thành để mua một cái máy này nó cũng không hề rẻ, nó có thể bằng hoặc là cao hơn so với một cái máy chiếu truyền thống. Những cái máy chiếu truyền thống hoặc là những cái camera vật thể đời mới này sau này thì nó không có tính năng như vậy, không có có tính năng giống như cái máy chiếu hắt. Thành ra là cái máy chiếu hắt này hiện tại là nó vẫn có cái vẫn có đất sống và vẫn được duy trì và phát triển ở trên thị trường. Tuy nhiên thì trong quá trình mà các bạn sử dụng thì chắc chắn là nó sẽ có những cái lỗi liên quan đến nguồn hoặc men hoặc là bóng đèn, thì gần như là tại công ty VNPC chúng tôi là đều sửa chữa và thay thế được hết, đúng không anh Hà? Dạ vâng. À đúng rồi, chính xác. Thiết kế của máy thì nó khá đơn giản thôi. Ở bên trong máy thì nó cũng có main board, có nguồn và các cái đèn cũng như là cái bộ phận này hắt lại cái hình ảnh đã được chiếu. Và các cái model phổ biến trên thị trường hiện tại là cái dòng 3M2260.